Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 21 tháng 2. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên tỉnh Incheon, Hàn Quốc. Các địa phương trong tỉnh ra quân trồng cây mùa xuân. Gia đình anh Đệ ở Mỹ Hào thu hoạch hơn 3 tỷ đồng từ bán hoa lan trong dịp Tết. Anh Nhơn, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ thu lãi 200 triệu đồng từ nuôi cá chấm đen. Số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự dịp Tết năm 2018 giảm so với dịp Tết năm 2017. Nhiều địa phương dồn sức gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Gương ông Tùy, Việt Kiều người Yên Mỹ có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, sáng nay tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cùng dự lễ dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng và trên nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện ý chí sắt son, kiên định với lý tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam. Hết lòng phụng sự đất nước và nhân dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Những suy nghĩ đi trước thời đại của đồng chí về những việc cần làm ngay, nói đi đôi với làm trong cán bộ đảng viên về công tác chỉnh đốn đảng vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Đoàn bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc với đồng chí Nguyễn Văn Linh, người có nhiều công lao đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới của quê hương đất nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi gặp và làm việc với đoàn cán bộ giáo viên tỉnh Incheon, Hàn Quốc sang giúp Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giảng dạy, thực hành cho giáo viên dạy bộ môn Toán và Hóa học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cùng tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng đoàn cán bộ giáo viên tỉnh Incheon đã đến với Hưng Yên trong những ngày đầu xuân năm mới Mậu Tuất 2018. Nhắc lại mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc và những kết quả tốt đẹp giữa hai tỉnh Hưng Yên và Incheon kể từ chuyến công tác tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vui mừng khi thấy hai tỉnh đã và đang ngày càng thắt chặt mối quan hệ trên lĩnh vực giáo dục. Đồng chí cho biết hiện nay Hưng Yên đang đẩy mạnh phát triển giáo dục để đáp ứng yêu cầu nhân lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàn Quốc là đất nước từ trong khó khăn vươn lên trở thành một nước mạnh về kinh tế và văn hóa. Hy vọng rằng các giáo viên Hàn Quốc sẽ sang truyền đạt những kinh nghiệm quý báu cho giáo viên Hưng Yên. Hưng Yên cũng sẵn sàng dành quỹ đất để xây dựng trường đại học Hàn Quốc tại Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trồng cây mùa xuân, sáng nay, đồng loạt 9 huyện trong tỉnh đều tổ chức lễ ra quân phát động Tết trồng cây mùa xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại. Dự lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân tại huyện Phù Cừ có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây. Ngay những ngày đầu năm mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã sôi nổi ra quân đẩy mạnh phong trào trồng cây. Dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2018 tại huyện Ân Thi có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tết trồng cây ở Ân Thi trong những năm qua được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái và đem lại hiệu quả kinh tế tích cực.
Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Mậu Tuất và phong trào trồng cây nhân dân năm 2018, huyện Mỹ Hào có đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm nay, huyện Mỹ Hào phấn đấu trồng mới 9.000 cây các loại. Dự lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân tại huyện Kim Động có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện Kim Động có kế hoạch trồng 12.000 cây các loại, trong đó có 8.000 cây ăn quả và 4.000 cây lấy gỗ bó mát. Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Khoái Châu có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tết trồng cây năm 2018, toàn huyện phấn đấu trồng 8.000 cây ăn quả, 5.000 cây bóng mát và cây lấy gỗ. Tại trường mầm non xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm. Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2018, huyện Văn Lâm phấn đấu trồng mới 10.000 cây. Dự lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân huyện Yên Mỹ có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, huyện có kế hoạch trồng 11.000 cây. Năm nay, huyện Tiên Lữ có kế hoạch trồng 12.000 cây các loại, trong đó 10.000 cây ăn quả trồng mới và 2.000 cây bóng mát, lấy gỗ. Huyện đã giao kế hoạch tới các xã thị trấn mỗi địa phương trồng từ 700 cho tới 1.000 cây. Tại lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân năm 2018, huyện Văn Giang phấn đấu trồng trên 13.000 cây các loại, trong đó có trên 11.000 cây ăn quả, cây cảnh và trên 2.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát. Sáng ngày 20 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, tại đền Đức Thánh Cả, nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Kim Động đã tổ chức lễ rước nước cầu may đầu năm. Lễ rước nước là một trong những nghi lễ truyền thống và độc đáo được duy trì hàng năm vào dịp đầu xuân trong lễ hội đền Đức Thánh Cả. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới, lễ hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương tham dự. Lễ rước nước đền Đức Thánh Cả mang ý nghĩa cầu may mắn, cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây là lễ hội còn bảo lưu được các giá trị văn hóa truyền thống của vùng quê ven sông Hồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo tục lệ truyền thống, đoàn rước du ngoạn trên sông Hồng đến giữa sông sẽ diễn ra nghi thức lấy nước vào chóe, sau đó rước về thờ tại đền Đức Thánh Cả, đình Trung và văn chỉ làng Trung Hòa. Theo tổng hợp của Công an tỉnh, từ ngày 28 Tết đến ngày mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ việc, là một người chết, 4 người bị thương. Số vụ việc giảm nhiều so với dịp Tết năm 2017. Về trật tự an toàn xã hội, xảy ra 3 vụ làm 4 người bị thương, giảm 9 vụ so với năm ngoái. Trong đó, 2 vụ đánh nhau gây thương tích xảy ra ở huyện Ân Thi và huyện Văn Giang. Đã làm rõ một vụ, một đối tượng tại huyện Ân Thi. Một vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại huyện Văn Lâm gây thiệt hại 25 triệu đồng. Một vụ đánh bạc với 4 đối tượng dưới hình thức đánh liêng thu trên 4 triệu đồng tại huyện Văn Giang, giảm 3 vụ so với năm ngoái. Về tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, không có tình trạng tổ chức đua xe trái phép và không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với năm ngoái, giảm 1 vụ, 2 người chết, 1 người bị thương. Tình trạng sử dụng pháo nổ trước, trong và sau ngày Tết đã giảm hẳn. Mặc dù cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo về tác hại của việc lạm dụng rượu bia, nhưng trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn ở mức cao, đặc biệt là ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, tính từ ngày 29 đến 7 giờ ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất, ba bệnh viện này đã tiếp nhận 192 trường hợp đến khám và cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 54 trường hợp, Bệnh viện Hưng Hà 50 trường hợp và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối 88 trường hợp đã có một trường hợp tử vong. Điều đáng nói là trong 2 ngày, mùng 3 và 4 Tết, số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng đột biến từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, ngày mùng 3 Tết có tới 26 trường hợp,
Hưng Hà có 25 trường hợp. Ngày 4 Tết tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng có 18 trường hợp. Trong đó có rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến uống rượu bia và không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, các bệnh viện còn tiếp nhận tới 40 trường hợp nhập viện do mâu thuẫn đánh nhau. Riêng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tiếp nhận 2 ca ngộ độc do uống rượu, 9 trường hợp bị các tai nạn khác và 1 trường hợp bệnh nhân dưới 2 tuổi ở xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ bị bỏng nặng ở mặt, tay và chân do sơ sẩy của người lớn khiến trẻ bị ngã vào chậu hóa tiền vàng. Sau kỳ nghỉ Tết, lượng người tham gia giao thông sẽ tăng cao, do đó tình hình về tai nạn giao thông sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông của các ngành chức năng, thì người tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện khi đã dùng rượu bia để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thời điểm này, thời tiết ấm áp trên nhiều các cánh đồng, bà con nông dân đang khẩn trương gieo cây lúa xuân cho kịp khung thời vụ. Trên những cánh đồng ở huyện Kim Động và Ân Thi, sau những ngày Tết bận rộn, người nông dân lại quay trở về với nghề truyền thống là trồng lúa. Không khí hối hả mang theo bao hy vọng của một vụ mùa thuận buồm xuôi gió hiện rõ trên những khuôn mặt nụ cười của người dân nơi đây. Nhờ sự chuẩn bị đủ về giống, phân bón, độ ải làm đất sớm mà vụ xuân này, nhiều xã như Nhân La, Vũ Xá, Phú Thịnh của huyện Kim Động, xã Hồng Quang, Hồng Vân của huyện Ân Thi đã hoàn thành việc gieo cấy xong trước Tết Nguyên đán. Các giống lúa chủ lực vẫn là Thiên Ưu 8, Nếp Thơm Hương Yên, Bắc Thơm số 7. Hiện các trà lúa đã cấy đang bén rễ hồi xanh. Các hợp tác xã nông nghiệp cũng đang khuyến cáo bà con nông dân gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 3 theo khung thời vụ. Tại huyện Phù Cừ, không khí khẩn trương nhưng cũng không thiếu đi những tiếng cười của những người nông dân trong ngày đầu tiên ra đồng. Vụ chiêm xuân năm nay, Phù Cừ gieo cấy 4.600 ha. Trong đó, gieo mạ trên nền đất cứng chiếm đến trên 90%, chỉ có 370 ha người dân ở đây gieo thẳng, với 100% là trà xuân muộn, hiện toàn huyện đã tiến hành cấy được trên 1.300 ha. Vụ lúa xuân này, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ có kế hoạch gieo cấy hơn 308 ha lúa xuân, gồm có các giống Khang Dân, Thiên Ưu 8, Nếp Thơm Hương Yên. Trong năm, bà con nông dân trong xã đã gieo vãi được 70 ha, gieo thẳng trên 20 ha, chủ yếu là giống lúa Thiên Ưu 8. Ngay từ mùng 3 Tết, nông dân đã ra đồng tập trung gieo cấy, tới nay đã hoàn thành thêm được hơn 100 ha. Nâng tổng diện tích lúa đã gieo cấy của xã đạt trên 60% diện tích. Đối với cánh đồng mẫu 100 ha sản xuất lúa giống ở xã Hưng Đạo cũng đã được làm đất xong để kịp gieo cấy, dự kiến hoàn thành trước ngày mùng 5 tháng 3 tới. Tuy nhiên, tại huyện Yên Mỹ, một số chân ruộng cao ở thị trấn Yên Mỹ, nước chưa về tới ruộng do ở cuối nguồn nên chưa thể đủ nước để đổ ải làm đất. Tại cánh đồng thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, mặc dù đã đổ ải, song bà con còn chưa tập trung làm đất sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Tại huyện Khoái Châu, nông dân các địa phương đã gieo cấy 720 ha, chủ yếu là gieo thẳng, đạt 36% kế hoạch. Hiện bà con đang tích cực làm đất gieo cấy theo đúng khung thời vụ. Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt các khâu tiếp thị sản phẩm trên cơ sở thương hiệu uy tín, chiếm được lòng tin của người chơi lan cảnh, chỉ trong 7 ngày trước Tết, vườn lan Mỹ Dung Hương của vợ chồng anh Vũ Văn Đệ ở thôn Phú Đa, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào đã đạt doanh thu trên 3 tỷ đồng. Trong thời gian 7 ngày trước dịp nghỉ Tết, gia đình anh đã xuất bán được trên 4 vạn giò lan các loại, đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng, với gần 200 giống lan các loại có xuất xứ cả trong và ngoài nước như lan phi điệp, trầm tím, tam bảo sắc, bạch nhạn, hoàng nhạn, phi điệp trắng, hạc vĩ thiên cung, hoàng điệp, v.v. Theo đó, doanh nghiệp của gia đình anh Đệ đã ký được trên 50 hợp đồng nhập lan từ các đại lý, trong đó riêng tại thành phố Hải Phòng ký được trên 30 hợp đồng với trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố Hà Nội và Đà Lạt ký được 25 hợp đồng. Hầu hết các loài lan nêu trên đều khó trồng, chăm sóc cầu kỳ, hoa đẹp và thơm nên được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, gia đình anh Đặng Thành Nhơn, thôn Thị Giang, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã đầu tư nuôi cá chấm đen bán đúng vào dịp Tết Nguyên đán cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần nuôi các loại cá thông thường. Do nắm bắt được nhu cầu của thị trường mua các loại cá to để ăn vào dịp Tết Nguyên đán, 3 năm trở lại đây, gia đình anh Đặng Thành Nhơn đã đầu tư nuôi thả 0,5 ha cá chấm đen để bán vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Anh Thành cho biết nuôi cá chấm đen khó hơn các loại cá thông thường, song giá bán thường cao hơn nhiều lần. Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, gia đình anh vừa thu hoạch 2 tấn cá chấm đen. Bán với giá 100.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, riêng cá chấm đen đã cho thu lãi trên 100 triệu đồng.
Sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, ông Dương Đình Tùy ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Việt Kiều Hưng Yên tại Cộng hòa Séc luôn vận động bà con Kiều Bào có nhiều việc làm thiết thực hướng về quê hương. Ông Dương Đình Tùy vốn là nhân viên của Bộ Điện lực, nghỉ hưu từ năm 1990. Năm 1992, được sự giúp đỡ của người em trai, ông đã sang lao động tại Cộng hòa Séc. Hiện nay, ông Tùy đã đưa được vợ và 4 người con sang cùng sinh sống và kinh doanh. Gia đình ông đã thành lập công ty và đang là một trong những nhà phân phối đồ gia dụng lớn ở thủ đô Praha. Phát triển kinh tế thuận lợi, ông Tùy còn giúp tới trên 150 người tại địa phương sang Cộng hòa Séc làm giàu cho gia đình. Bố chúng tôi cũng thường căn dặn chúng tôi là những người con xa quê hương thì luôn hướng về quê nhà. Anh em mà ai mà cần sự giúp đỡ mà mình có khả năng mình giúp đỡ được thì mình sẽ giúp đỡ. Gia đình sinh hoạt thì vẫn đều giống, giữ lại cái phong tục như ở quê nhà mình. Cho nên là năm nào đến dịp Tết là anh em dù có đi xa cũng phải sum họp lại vào những các ngày Tết. Cách đây nó khoảng hơn chục năm thì cuộc sống ở nhân dân thì nói chung là có nhiều cái khó khăn. Sau khi chỗ gia đình nhà ông Tùy là đi sang nước ngoài, Cộng hòa Séc làm ăn thì giúp bà con đi xuất khẩu lao động hàng năm mà mang ngoại tệ về lúc nào cũng phải gần 20 tỷ và xây dựng ở quê hương. Các cái nhà mà để đi sang nước ngoài mà làm ăn kinh tế là tương đối là giàu có. Hiện ông Dương Đình Tùy còn là chủ tịch Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc. Ông luôn vận động bà con đoàn kết, có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Séc và hướng về quê hương như quyên góp hỗ trợ tỉnh xây dựng 12 nhà đại đoàn kết, tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ các quỹ phúc lợi. Bản thân ông và gia đình cũng đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng đình chùa giếng, làm đường giao thông tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dù ai học tập hay công tác ở bất cứ nơi đâu, dù bận trăm công nghìn việc cũng đều cố gắng thu xếp công việc để được sum họp cùng gia đình. Nhưng với các bác sĩ ở Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh tỉnh, Tết đến họ càng bận rộn hơn vì vừa chăm sóc điều trị, lại vừa chăm lo Tết cho các bệnh nhân đặc biệt. Tại Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh tỉnh, hiện có 220 bệnh nhân đang điều trị và sẽ có khoảng 180 người phải đón Tết ở đây. Đa phần họ đều là những bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần nặng hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện sức khỏe tâm sinh lý về ăn Tết cùng gia đình. Đối với những bác sĩ, cán bộ, công nhân viên nơi đây, việc ở lại ăn Tết cùng bệnh nhân đã trở thành một việc quen thuộc. Chính vì thế họ luôn tâm niệm đón giao thừa tại trung tâm là một phần công việc, là trách nhiệm đối với những người làm nghề này. Chúng tôi cũng coi như bệnh nhân ở trong trung tâm như một những người thân trong gia đình. Đối với bản thân tôi, đồng nghiệp của chúng tôi đã xác định cái nhiệm vụ là ăn Tết tại đơn vị để đảm bảo bệnh nhân của trung tâm chúng tôi đón xuân, đón Tết vui vẻ, đầy đủ, đầm ấm. Với mong muốn bệnh nhân có được cái Tết đầy đủ tươm tất giống như những người bình thường khác, trước Tết cả tháng, lãnh đạo bệnh viện đã lập kế hoạch chuẩn bị Tết chu đáo cho các bệnh nhân ở lại trung tâm. Số lượng người bệnh ở lại ăn Tết càng nhiều, đồng nghĩa với số lượng y bác sĩ ở lại trực chiến những ngày Tết cũng phải tăng cường. Đón cái Tết cổ truyền của dân tộc, thì chúng tôi cũng tổ chức các cái bữa ăn tươi cho bệnh nhân, cả cán bộ công nhân viên cùng với các cái bệnh nhân mà tương đối ổn định cùng tham gia làm các cái bữa cơm, cùng đón một cái Tết tràn đầy tình thương. Ngày thường suất ăn của bệnh nhân chỉ được hơn 30.000 đồng một ngày, thì đến ngày Tết, thực đơn đã được chuẩn bị phong phú hơn. Ngoài tiêu chuẩn khẩu phần ăn thêm 3 ngày Tết theo quy định của nhà nước, cán bộ công nhân viên còn tăng ra đóng góp một phần kinh phí để mua thêm quần áo mới, thực phẩm cho bệnh nhân. Từng đối tượng đều được bác sĩ quan tâm, làm sao để họ cảm nhận được bữa cơm Tết trong trung tâm cũng ấm cúng, đậm hương vị giống như đón Tết ở nhà vậy. Trong không khí ấm áp, người bệnh và các cán bộ trung tâm bên nhau cùng chào đón một mùa xuân mới với thật nhiều tiếng cười. Ở một nơi đặc biệt, có những bệnh nhân đặc biệt, có những sự hy sinh âm thầm thì nụ cười đó chính là món quà đầu xuân năm mới ấm áp, ý nghĩa nhất.
thuộc địa bàn một trong những huyện phát triển công nghiệp bậc nhất của tỉnh ta, nhưng làng Nôm, thôn Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm vẫn đượm nét hoài cổ, thanh bình của làng quê Bắc Bộ. Nhắc tới làng Nôm cổ kính, rất nhiều người nghĩ ngay đến cây cầu đá chín nhịp được điêu khắc tinh xảo, đến linh thông cổ tự Thanh U, nơi lưu trữ hơn 100 bức tượng cổ, hay chợ Nôm với đủ thức quả quê. Như thế vẫn chưa đầy đủ. Dường như ở làng Nôm, cái gì cũng cổ kính, đó là đình Tam Giang tọa lạc dưới tán cây cổ thụ, hơn 200 năm tuổi, là giếng nước được bao phủ một lớp rêu thời gian, tạo thành quần thể đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ, cây đa, giếng nước, sân đình. Hoặc cũng có thể là những con đường gạch đỏ uốn lượn bên những nếp nhà cổ xen lẫn với những bức tường rêu phong, những hàng rào bằng cây ô dô, bờ ao nước xanh biếc đã tạo nên một bức tranh làng quê yên bình. Đình làng này thì là nó có từ thời Hậu Lê cơ. Cái sân đình này là nơi mà tập trung cho tất cả dân làng có những việc vui buồn đấy, và có những cái sự việc hệ trọng trong địa phương thì đều là tập trung tại cái sân đình này. Những ngày này sắc xuân ngập tràn làng Nôm thể hiện rõ ràng nhất là khi các dòng họ mở cửa nhà thờ chuẩn bị chào đón năm mới. Hàng năm ngoài ngày giỗ họ hoặc việc hiếu việc hỉ trong dòng tộc thì nhà thờ chỉ mở vào những ngày Tết để con cháu thắp nén nhang thơm, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên. Cũng là nơi gặp nhau trong ngày đầu năm mới, dành những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu truyền từ đời này qua đời khác ở làng Nôm. Làng Nôm của chúng tôi tục truyền từ ngày xưa, các cụ để lại là cứ mùng 4 tháng Chạp là tất cả các dòng họ, dù các con các cháu đi xa ở đâu cũng phải về đến làng để chạp họ, nhằm mục đích là để quét dọn, bao sái lau chùi nhà thờ tổ để chuẩn bị cho đến ngày 11, 12 tháng Giêng là các con cháu về để lễ tổ. Các lớp con cháu chắt chúng tôi vẫn cứ duy trì được cái tập quán của các cụ chúng tôi từ ngày xưa để lại. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự tàn phá của các cuộc chiến tranh, nhưng quần thể kiến trúc làng Nôm vẫn được bảo tồn, góp phần khắc họa văn hóa cộng đồng dân tộc.